Kính thưa Phó thượng Thích Huyền Việt, kính thưa Hòa thượng Thích Mặc Hạnh, kính thưa bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Việt Nam tại Houston và quý thành viên trong ủy ban cộng đồng. Kính thưa quý vị hội trưởng, quý hiệp đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia. Kính thưa quý vị đồng hương, quý chiến hữu và quý hội đoàn. Ngày hôm nay, ngày Quốc hận 30 tháng 4, ngày mà dân tộc Việt Nam chúng ta đã bị bào quyền cộng sản tấn chiếm, đặt lên miền Nam Việt Nam chúng ta một chế độ cộng sản độc tài khát máu. Và 48 năm qua, cái niềm bất khuất đó chúng ta không bao giờ nguôi. Ngày 30 tháng 4 là một ngày đau thương nhất trong lịch sử Việt Nam. Biết bao nhiêu người dân, quân, cán, chính đã chết trong ngày 30 tháng 4. Và các vị tướng lệnh của chúng ta đã quyết tử chiến, không chấp nhận chế độ cộng sản, đã quy sinh vì Tổ quốc. 47-48 năm qua, chúng ta không bao giờ quên ngày Quốc hận. Và mãi mãi về sau, chúng ta không bao giờ quên. Vì đó là một ngày đau thương của dân tộc Việt Nam chúng ta. Ngày hôm nay, ngày 30 tháng 4 1975, lại trở về. Hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia tại Houston ủy nhiệm cơ hội hải quân đứng ra tổ chức lễ tưởng niệm Quốc hận 30 tháng 4 2023. Chúng tôi trân trọng kính mời hải quân Nguyễn Hữu Lợi, hội trưởng của hải quân cũng là trưởng ban tổ chức, vui lòng tiến lên và vi âm có đôi lời với quý vị. Kính thưa quý quan khách, kính thưa quý vị dân cử, kính thưa hội đồng cộng đồng tôn giáo, kính thưa đại diện cộng đồng người Việt quốc gia Houston, kính thưa quý đồng hương, quý chiến hữu Việt Nam Cộng Hòa, ngày Quốc hận 30 tháng 4, mặc dù là ngày đen tối nhất của lịch sử Việt Nam, đã lùi về dĩ vãng gần nửa thế kỷ, nhưng khoảng thời gian đó không đủ để xóa đi những vết thương rỉ máu đã hằn sâu tâm khảm của người Việt Nam. Nó vẫn còn âm ỉ, rướm máu, vẫn còn tồn động trong mỗi con dân Việt Nam mỗi khi ngày Quốc hận trở về. Hôm nay, chúng ta cùng thắp nén hương để tưởng niệm ghi ơn những anh hùng liệt sĩ đã vì quốc phong thân, và để tri ân tưởng niệm những đồng bào và các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong ngày binh biến 30 tháng 4. Theo truyền thống, Hội Hải quân năm nay được đề cử để làm trưởng ban tổ chức, được sự ủy nhiệm của các hội đầu quân đội và cảnh sát quốc gia nhận lãnh trách nhiệm trưởng ban tổ chức. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã bỏ chút thời giờ để đến tham dự buổi lễ. Xin cảm ơn. Để bắt đầu chương trình, chúng tôi trân trọng quý vị nghiêm chỉnh chuẩn bị làm lễ rước quốc quân kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Lễ rước quốc quân kỳ Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Súng chào bắt khởi quốc quân kỳ tiến vào vị trí hành lễ. Thank you.
đẹp hơn. Suốt thò diễn nghĩ. Tiếp theo đây là nghi lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ bắt đầu. Súng chào bắt quốc ca Hoa Kỳ. Oh say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars Hoa Kỳ chấm dứt. Đẹp hơn suốt thò diễn ngay. Tiếp theo đây là nghi lễ chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Nghiêm súng chào bắt quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Này công quốc tình hình khắp nơi trong ngũ đàn lòng cùng đi tiến đi quyết đi không qua vì tương lai quốc dân cùng dâu và khói đêm làm sao cho ngũ dân từ nay vững vững chúng ta thành khởi trên phương xa. Đẹp rất sắc thảo diễn ngay. Tiếp tục chương trình sau đây là phút mặc niệm chiến sĩ Trần Vô. Chúng ta hãy cùng lắng đọng tâm tư hướng về Tổ quốc Việt Nam để tưởng niệm đến
các bậc anh linh của dân tộc đã hy sinh, mở mang và giữ nước. Chúng ta thường niệm đến quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh vì Tổ quốc. Chúng ta thường niệm đến những vị đã đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền đã bị chế độ Cộng sản Việt Nam bắt bớ, tù đày để rồi chết tức tưởi trong lao tù Cộng sản. Chúng ta thường niệm đến đồng bào của chúng ta đã vì tự do, đã bỏ mình trên biển cả, trong rừng sâu. Và hôm nay đặc biệt ngày 30 tháng 4, chúng ta cùng lắng đồng tâm tư tưởng niệm đến anh linh quân, dân, cán, chính đã hy sinh trong biến cố 30 tháng 4 1975. Phút mặt niệm bắt đầu. Chúng chê! Chuyến ngay tiếp theo đây là nghi lễ tiễn quốc quân kỳ. Chúng kêu bắt khối quốc quân kỳ rời vị trí nhạc quân hành. Thao chiến ngay. Chúng tôi xin hai vị bên hội Thủ Đức chuẩn bị nhang để làm lễ dâng hương. Chúng tôi kính mời Hòa thượng Thích Huyền Việt, Hòa thượng Thích Bạc Hạnh tiến lên trước bàn thờ Tổ quốc làm lễ dâng hương. Nghi lễ tưởng niệm do Hòa thượng Thích Huyền Việt và Hòa thượng Thích Bạc Hạnh bắt đầu. Tâm thành chúng con
vần vần khói kết mây lần cúng dường. Hôm nay ngày Quốc Hằng tháng Tư Đen, nhằm ngày 30 tháng 4 năm 2023, chúng con gồm tất cả chư liệt vị quân cán chính, đồng bào, chư liệt vị nhân sĩ, chính đảng, truyền thông, quy tụ về nơi đây tượng đài chiến sĩ vượt Mỹ, thành tâm cầu nguyện. Nguyện ngưỡng nguyện ân lành cao cả, Đức Thầy, Thiên Chúa, Đức Phật nhủ lòng thương tưởng đến cộng đồng người Việt lưu vong tị nạn cộng sản của chúng con tại Hiếu Sinh, Phù Cần và hải ngoại. Hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 4 năm 2023, kỷ niệm, tưởng niệm và cầu nguyện. Hướng về ngày Quốc Hằng tháng Tư Đen của dân tộc Việt Nam cách đây 48 năm, kể từ 1975. Chúng con thành tâm ngưỡng nguyện và cầu nguyện cho chư anh linh, hương linh, dân quân cán chính miền Nam tự do và gần 60.000 quân đội đồng minh đã nằm xuống vì cuộc chiến quốc cộng, được tìm thấy ân cứu độ, an trú trong cõi tịnh độ, an lạc thiên đàng. Người hiện tiền được vô lượng, vô biên lợi lạc, hạnh phúc cát tường. Chúng con cầu nguyện tất cả chúng con, người đã khuất vì lý tưởng tự do, độc lập, dân chủ, người hiện tiền đang dấn thân cho cuộc sống, tranh đấu, đấu tranh qua nhiều điều kiện, phương tiện, hoàn cảnh cho lý tưởng chung, dân tộc độc lập, dân sinh hạnh phúc, nhân quyền, tự do, dân chủ. Cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Xin cho tâm nguyện và ước nguyện của tất cả chúng con đắc kỳ sở nguyện. Chúng con thành tâm dâng lời cầu nguyện. Trân trọng cảm ơn Hòa Thượng Thích Thiên Việt và Hòa Thượng Thích Mạc Hạnh. Xin mời quý nhị vị trở về vị trí. Tiếp theo đây là nghi lễ đặt vòng hoa tưởng niệm ngày Quốc Hằng 30 tháng 4. Chúng tôi trân trọng kính mời Đại tá Nguyễn Thành Trí, Đại tá Nguyễn Phước Trang, Đại tá Phạm Ba Hoa, dân biểu Hy Bất Võ, bác sĩ nha khoa Chu Văn Cương, chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Việt Nam tiến ra trước tượng đài đặt vòng hoa tưởng niệm. Tất cả nghiêm. Lễ đặt vòng hoa bắt đầu. Nhạc chiêu hồn tử sĩ. Chấm dứt. Trân trọng kính mời quý vị trở về vị trí.
Tiếp tục chương trình, sau đây là lễ truy điệu dân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong biến cố 30 tháng 4 1975. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị hội trưởng, quý hội đoàn quân đội cảnh sát quốc gia tiến ra trước tượng đài để làm lễ truy điệu. Xin mời hai vị của Thủ Đức phân phối nhang. Tất cả nghiêm. Lễ truy điệu bắt đầu. Dâng hương. Nhạc truy điệu. Xin hai vị Thủ Đức thâu nhang của các vị đại diện quân đội cắm vào lư hương. Lễ truy điệu chấm dứt. Trân trọng kính mời quý vị trở về vị trí. Tiếp theo đây, chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý vị dân quân cán chính hiện diện tiến lên tượng đài thắp một nén nhang tưởng niệm anh linh chiến sĩ đã vì quốc phong thân và đồng thời tưởng niệm đến anh linh đồng bào chúng ta cũng như các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong biến cố 30 tháng 4 1975. Xin hai vị thắp nhang nhiều hơn. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin thay mặt cho ban tổ chức trân trọng cảm ơn Hòa thượng Thích Huyền Việt, Hòa thượng Thích Mặc Hạnh, giáo sĩ bác sĩ Chu Văn Khương, chủ tịch cộng đồng dân địa huy bất võ, cùng quý vị đại tá cũng như các hội đoàn quân đội và cảnh sát quốc gia cũng như quý vị đồng hương các hội đoàn đã đến đây tham dự buổi lễ tưởng niệm quốc hận 30 tháng 4 1975. Và buổi lễ đến đây là chấm dứt. Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị.